Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình xin được hướng dẫn các bạn là chơi intro ca khúc Nghe Này Ai Ơi của Bùi Công Nam trên hai giọng, đó là son trưởng và đô trưởng. Xin mời các bạn. Rồi, đầu tiên thì mình xin đi đến hợp âm của giọng đô trưởng. Đó là gồm 4 hợp âm chính, đó là đầu tiên là đô trưởng. Đô trưởng. Tiếp theo là son trên si. Tiếp theo là la thứ bảy. Cuối cùng là pha major 7. Rồi, đô trưởng, son trên si, la thứ bảy và pha major 7. Rồi, đầu tiên mình đi đến câu đầu tiên. Rồi, các bạn chập như sau. Dây bass số 5 và dây 1. Đầu tiên các bạn đánh dây 1 và các bạn là dây buông nha. Rồi sau đó chặn vào ngăn 3. Rồi tiếp tục bass vào dây 1. Thôi mình xin làm lại một lần nữa. Rồi, câu thứ hai cũng tương tự như câu thứ nhất, nhưng mà các bạn chơi ở son trên si và chập dây 5, dây bass số 5 và dây số 2. Rồi, mình xin làm lại một lần nữa. Đây, son trên si các bạn có thể nhìn thấy. Rồi, bass 5 và dây số 2 chặn nha các bạn. Thì các bạn có thể để như vậy cũng được. Xong, hết câu thứ 3. Câu tiếp theo là các bạn giữ nguyên ngón út và chuyển thành la thứ 7. Đây, các bạn có thể thấy. Và chập tiếp theo cũng như vậy, dây số 5 và dây số 2. Mình sẽ làm lại một lần nữa. Cuối cùng thì bạn giữ nguyên ngón trỏ và chuyển về hợp âm pha major 7 và đánh bass dây số 4 và dây số 2. Ngón út của các bạn từ dây số 1 các bạn chuyển lên ngăn 3 của dây số 2 ha. Như vậy, như thế này. Này. Đây các bạn. Đang là ngăn 1 thì các bạn bật ngón út vô là thành ngăn 3. Tàu gãy tiếp tục về dây 1, bung. Và ngón trỏ xuống ngăn 1. Sau đó về đô trưởng. Rồi, ok chưa? Mình xin đánh lại chậm cho các bạn xem. Đánh ở trên cần đàn hơi khó nên các bạn chịu khó thông cảm cho mình. Mình sẽ lấy lại một lần nữa nha. Chuyển tay.
son trưởng thì gồm cũng bốn hợp âm. Đầu tiên là son trưởng, tiếp theo là re trên pha thang. Đây các bạn có thể thấy. Rồi tiếp theo là mi thứ bảy. Các bạn giữ nguyên hai ngón dưới và di chuyển hai ngón ở trên thành xuống mi thứ như bình thường, nhưng mà có thêm hai ngón dưới nữa nên là các bạn dùng hai ngón trỏ trên. Tiếp theo là đô trưởng. Rồi. Mình xin đánh cho các bạn. Khi nãy thôi các bạn giữ, đầu tiên các bạn giữ ngón hợp âm son trưởng, chỉ cần một ngón thôi các bạn, chỉ cần xin lỗi, chỉ cần một ngón giữa thôi các bạn, và ngón áp út các bạn đánh như sau. Bát dây 6 và dây số 2 ngăn dây buông. Xin đánh lại một lần nữa. Câu đầu tiên. Rồi, các bạn giữ nguyên ngón áp út, di chuyển hai ngón trỏ vào giữa. Đánh dây bát số 6 và dây số 3 ngăn 2. Rồi, các bạn mình xin đánh lại một lần nữa. Câu thứ hai. Câu thứ ba thì các bạn di chuyển hai ngón trỏ vào giữa xuống mi thứ. Bát 6 vẫn là bát 6 và ngăn 3 của dây buông của dây số 3. Mình sẽ đánh lại một lần nữa cho các bạn xem. Rồi. Tiếp theo di chuyển hai ngón chơi này. Bass số 5 và dây số 3 các bạn. Xem đoạn này. Dây ngón trỏ các bạn đang để dây số 4 ngăn thứ hai thì các bạn bỏ ra và chặn vào ngăn 2 của dây số 3 như sau, câu đó như sau. Sau đó bỏ ngón áp út ra, về lại son, xong intro. Mình sẽ đánh lại đoạn đó. Cho các bạn xem. Ai ơi nghe.
khi ai bên cạnh người. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Clip này mình chỉ muốn chia sẻ các bạn chơi intro của ca khúc Nghe Này Ai Ơi của Bùi Công Nam như clip của mình đã cover. Mong các bạn bấm like, subscribe và chia sẻ video nếu các bạn thấy hữu ích. Cảm ơn các bạn.